ngày 7 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ với Nguyễn Hồng Phát, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, Trần Nhật Phương, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, Công an còn tạm giữ Võ Thị Đẹp, sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân, Nông Ngọc Huy, sinh năm 1970, ngụ quận Bình Tân, Huỳnh Văn Tài, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 6, Phát rủ Phương đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả hai vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B để tìm con mồi. Đúng lúc phát hiện một người phụ nữ đi xe máy một mình nên đeo bám. Phương dùng dùi cui điện chích vào người phụ nữ khiến chị này ngã xuống đường. Hai đối tượng vội cướp xe rồi tẩu thoát. Sau đó Phát gọi điện cho Đẹp nhờ bán xe giùm. Đẹp liên hệ bán chiếc xe trên cho Huy với giá 5 triệu đồng. Huy đem bán lại cho Tài với giá 6,2 triệu đồng. Còn Tài bán cho Đinh Tú Toàn, sinh năm 1984, ngụ quận Bình Tân, với giá 7,5 triệu đồng. Qua trích lục hồ sơ, Phát có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản. Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Huy có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an đề nghị nghi phạm Toàn đang bỏ trốn sớm ra đầu thú và giao nộp chiếc xe tang vật của vụ cướp để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.